Đến với một tin tức về kinh tế thị trường khác thưa quý vị, cùng chiều với đà đi lên của giá vàng thế giới thì những ghi nhận giá vàng trong nước cũng đã bật tăng mạnh trong phiên giao dịch mới nhất và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Cụ thể giá vàng miếng công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết mua vào 61 triệu đồng cho một lượng, bán ra là 61,7 triệu đồng cho một lượng, tăng 100.000 đồng mỗi lượng so với ngày hôm qua. Doji Hà Nội cũng niêm yết vàng cùng loại ở mức 60,95 triệu đồng trên một lượng mua vào, 60,61 triệu đồng cho một lượng bán ra. Tại Việt Banh Câu, vàng được niêm yết mua vào là 61 triệu đồng cho một lượng, bán ra là 61,7 triệu đồng cho một lượng. Tất cả đều đã tăng từ 100 đến 150.000 đồng so với các phiên trước đó.